Xem cái qua mẹ ngồi nha, chị đeo cái giỏ, chị Nguyên đeo cái giỏ đi mẹ nha, để bế em nha, cầm cho mẹ cất cái giỏ rồi mẹ bế em. Ngồi với chị hay với mẹ? Cơm cháy, cơm cháy trà bông. Hồ Xuân Hương không? Hồ Xuân Hương đẹp không?
chim đó nha. Chết. Bạc, bạc nó cũng có Facebook của thím đấy nha. Mình đi vòng quanh hồ đúng không? Hay ha, hồi nãy mình đi nó mưa xong giờ đã ha, mát tạnh đã ha. Mèo bên cạnh kìa. Phúc với lại Misa có vẻ hợp nhau quá ta. Còn Bơ là hợp với mẹ quá ta. Bơ